và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Vợ sắp cưới của Quý Bình lộ diện, Thanh Thất có vai trò gì trong mối quan hệ này? Mới đây, hình ảnh Thanh Thất và Quý Bình cùng xuất hiện tại buổi lễ khai trương văn phòng tư vấn thành phố Hồ Chí Minh của một công ty bất động sản hàng đầu tại Phú Quốc, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt là trong nhiều khung hình, người hâm mộ nhận ra sự có mặt của một người phụ nữ vừa quen vừa lạ. Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Thanh Thất và Quý Bình trong suốt sự kiện cũng chính là nữ CEO của doanh nghiệp. Điều này càng khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ về chuyện tình cảm của Quý Bình, vì trước đó nam diễn viên được mọi người mặc định rằng đã hẹn hò cùng nữ doanh nhân ấy. Đôi bạn thân Quý Bình và Thanh Thất có nhiều điểm tương đồng khi cùng là soái ca của làng điện ảnh, là diễn viên ca sĩ có tài và đi lên bằng thực lực mà không cần đến scandal. Ở tuổi 35, Quý Bình là một trong những nam nghệ sĩ được đánh giá cao về tài năng và có sự nghiệp ổn định. Thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, ca sĩ, MC, Quý Bình luôn đặt nhiều tâm huyết và chứng tỏ mình là một nghệ sĩ đa năng. Quá trình đó đã giúp anh tích lũy kinh tế cho bản thân để sống sung túc và bắt đầu phát triển thêm nhiều lĩnh vực mới, trong đó có bất động sản. Thanh Thất từng chia sẻ, bản thân anh muốn sống chậm lại để tránh thị phi giữa thế giới showbiz có nhiều cám dỗ. Bằng ý thức tự lập, kiên định theo đuổi mong ước của bản thân, anh đã cần mẫn tích góp từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Nhờ chăm chỉ làm việc, có thời điểm chạy 3-4 phim cùng lúc. Nên khi phim truyền hình bị khủng hoảng trong những năm gần đây thì anh cũng không hề bị áp lực về cơm áo gạo tiền, thậm chí còn có thể sống thoải mái trong một khu căn hộ tiện nghi. Việc dấy lên tin đồn Quý Bình Thanh Thất đầu tư vào bất động sản ở Phú Quốc, bởi nơi đây đang là tâm điểm hút nhà đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Những nhà đầu tư khôn ngoan như hai anh sẽ khó bỏ qua phân khúc tiềm năng này. Tại sự kiện, hai soái ca tỏ ra thân thiết với nữ CEO của chủ nhà đầu tư. Phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu và có những thành công nhất định đã tạo được tiếng vang tại thị trường đảo Ngọc Phú Quốc trong thời gian qua, với hàng loạt dự án quy mô, vị trí đắc địa, pháp lý, sở hữu vĩnh viễn, luôn mang lại lợi nhuận cao, tạo được sự tín nhiệm của nhà đầu tư từ Bắc đến Nam. Trong đó có dự án đang mở bán là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Đây là dự án đã hoàn thiện thi công hạ tầng, chuẩn bị bàn giao để triển khai xây dựng đồng bộ với tỷ suất sinh lợi trên 40%, pháp lý sở hữu vĩnh viễn, vị trí đắc địa mặt tiền đường 32m, dự án duy nhất có 3 đường tiếp cận dự án kết nối trực tiếp với 5 phút di chuyển đến trung tâm Dương Đông, sân bay, bãi tắm Ông Lan. Nhiều người có mặt tại buổi lễ cũng đồn đoán đó chính là bóng hồng quyền lực sau lưng một trong hai chàng. Nguyên nhân là gần đây, Thanh Thất đã chia sẻ mình đang sống bình yên bên bạn gái. Về phần Quý Bình cũng úp mở chuyện kết hôn trong năm nay. Không chỉ vậy, trước đó cộng đồng mạng cũng đã rò rỉ gia thế người phụ nữ giấu mặt của chàng nghệ sĩ đa tài này là một doanh nhân có tiếng trong làng địa ốc. Khi được hỏi về nghi vấn này, cả Quý Bình lẫn Thanh Thất đều không bình luận gì vì muốn giữ lại những chuyện riêng tư và hẹn sẽ tiết lộ trong một dịp thích hợp. Tuy nhiên, Quý Bình lại khẳng định đúng là tôi sắp thử sức ở vai trò mới, phải chăng đó là vai trò trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, mà bất động sản là một trong những lĩnh vực anh sẽ nghiêm túc dấn thân. Thu Thủy trong tiều tụy mắt sưng húp sau scandal của chồng mới và con riêng. Mặc dù vẫn cất tiếng hát góp vui trong đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc, song khán giả có thể dễ dàng nhận ra gương mặt có thoáng nét buồn, tiều tụy và đôi mắt sưng của Thu Thủy. Sau vụ lùm xùm về việc chồng mới Kim Nguyễn bị cho đối xử không tốt với con riêng của vợ, Thu Thủy đã khép kín mình hơn khi gỡ bỏ avatar và ảnh bìa trang cá nhân. Dù ra sức giải thích và xin lỗi, song cộng đồng mạng vẫn không chấp nhận lý do đập tay cạnh bàn mà cặp đôi đưa ra, nên tới nay, những bàn tán về cách đối xử của Kim Nguyễn dành cho con riêng của Thu Thủy vẫn còn khá nhiều trên mạng xã hội. Các là những bình luận trái chiều của cộng đồng mạng, mới đây Thu Thủy đã có lần xuất hiện đầu tiên sau scandal vừa qua. Cô trông tiều tụy hơn, mắt sưng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Thu Thủy xuất hiện trong đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc. Tối ngày 6 tháng 8, Thu Thủy đã có mặt tại đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc diễn ra một quán bar trên quận Nhất, thành phố. Cô diện nguyên cây trắng khi xuất hiện tại sự kiện, tự tin trình diễn các ca khúc gửi tới khán giả như Xem Vẫn Yêu, Thing Up You, Trở Về. Bên cạnh đó, Thu Thủy còn kết hợp của Ân Hoàng Phúc gửi tới người nghe hai bản song ca Anh Không Muốn Bất Công Với Em và Mỗi Người Một Nơi. Chia sẻ với khán giả tại đêm nhạc, Thu Thủy cho biết
Vì buổi biểu diễn không có đủ nhóm HAT nên Thu Thủy sẽ hát thay cho cả nhóm. Hy vọng các khán giả có mặt tại buổi biểu diễn có thể hòa giọng theo. Dường như Thu Thủy chỉ tập trung vào công việc hiện tại, không đá động đến lùm xùm vừa qua, cũng không hề mất phong độ trong những màn biểu diễn của mình. Tự tin cất tiếng hát nhưng Thu Thủy vẫn thoáng nét buồn, đôi mắt sưng khiến fan xót xa. Mặc dù vẫn cất tiếng hát góp vui trong đêm nhạc Ân Hoàng Phúc, song khán giả có thể dễ dàng nhận ra gương mặt có thoáng nét buồn của Thu Thủy. Đôi mắt hơi sưng, vẻ ngoài hốc hác tiều tụy cho thấy cô đã chịu khá nhiều áp lực từ dư luận trong những ngày qua. Hơn nữa, dù đang trong thời gian đối mặt khó khăn, song Thu Thủy vẫn cố gắng đến với đêm nhạc, cho thấy tình cảm của cô đối với Ân Hoàng Phúc là vô cùng đặc biệt. Theo nhiều nguồn tin cho biết, tâm trạng Thu Thủy hiện vẫn chưa thực sự tốt, cô không thể cầm được nước mắt khi có ai đó gọi tới hỏi thăm. Do lịch trình lên sẵn từ trước không thể hủy, vì có thể ảnh hưởng tới nhiều người, nên Thu Thủy phải cố gắng đi diễn, hoàn thành công việc của mình. Dù cố gắng che giấu qua lớp trang điểm, nhưng Thu Thủy vẫn không khỏa lấp được vẻ ngoài tiều tụy của mình. Là lần đầu tiên xuất hiện sau khi xảy ra scandal, Thu Thủy cho thấy cô vẫn kiên cường mạnh mẽ chống chọi tất cả. Nhưng dù sao áp lực từ dư luận vẫn ra rất lớn, Thu Thủy cũng không thể che giấu vẻ ngoài tiều tụy của mình, nên phần nào khiến những người yêu mến cô cảm thấy xót xa. Hy vọng sau khi những lùm xùm không đáng có, Thu Thủy sẽ chú ý hơn tới gia đình nhỏ của mình để tránh lặp lại trường hợp tương tự. Mang thai ở tháng thứ 8, Lê Phương bị khán giả chê béo xấu. Đây là cách đáp trả thâm thúy của cô. Thay vì tức giận, Lê Phương nhẹ nhàng trả lời khiến không ít khán giả tâm phục khẩu phục. Hiện tại Lê Phương đang phát tướng khi mang bầu lần 2. Dù không còn sở hữu thân hình hoàn hảo như trước, nữ diễn viên vẫn tỏ ra vui vẻ vì đang mang trong mình trọng trách thiêng liêng được làm mẹ làm vợ. Cô còn tỏ ra vô cùng hào hứng khoe mặt đầm bầu với khán giả, liên tục đếm ngày chờ hạ sinh. Lê Phương mặc đầm bầu, nhiều khán giả khen cô xinh đẹp dù cơ thể đang tăng rất nhiều cân so với trước. Trung Kiên, chồng của Lê Phương cũng luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô hết mình. Không chỉ hành động, cả hai còn tình bể tình thông qua những lần đối đáp ngọt ngào trên mạng xã hội khiến không ít khán giả ghen tị. Những hình ảnh ngọt ngào của Lê Phương và Trung Kiên. Tuy nhiên, cũng có khán giả tỏ ý chê bai khi nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ phát tướng và xấu hơn. Cụ thể, cô viết trên trang cá nhân, thanh xuân trao một món quà đẻ xong hai đứa cái là ú nu. Bên dưới một khán giả bình luận chê béo xấu quá em. Nữ diễn viên liền đáp, dạ xấu mà con khỏe chồng thương cũng xứng đáng mà. Lời đáp trả của cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ, like và thả tim từ phía khán giả. Hình Lê Phương khoe trong bài post mới nhất của mình có thể thấy Trung Kiên thường xuyên đưa vợ đi tẩm bộ với nhiều món ngon. Theo kế hoạch thì Lê Phương sẽ hạ sinh vào cuối tháng 8 này. Không chỉ cô và gia đình háo hức, đếm từng ngày mà nhiều nghệ sĩ khán giả cũng mong chờ ngày Lê Phương hạ sinh được mẹ tròn con vuông. Chuyên đi đá xéo khách mời, không ngờ Trường Giang cũng có lúc tím mặt vì bị bóc mẻ ngược. Thường xuyên trêu đùa đời tư của người khác, nhưng cũng không ít lần Trường Giang phải bẻ mặt vì bị bóc ngược. Nổi tiếng là MC thường xuyên đưa chuyện đời tư của khách mời ra trêu đùa, Trường Giang không ít lần bị chỉ trích vì thói quen vô duyên của mình. Tỏ thái độ không hài lòng, im lặng hay cười trừ, đó là cách của Ngô Kiến Huy, Huỳnh Phương, Pháp TV, Khổng Tú Quỳnh, Trương Quỳnh Anh khi bị đồng nghiệp gợi chuyện riêng tư. Nhưng thói đời kẻ cấp bà già gặp nhau không phải lúc nào các khách mời cũng nhún nhường chàng hề xíu quản như vậy. Và ông xã Nhã Phương đã không ít lần phải trả giá ngay lập tức vì cách gợi chuyện vô tư quá mức của mình. Trong chương trình Nhanh Như Chớp trả lời câu hỏi của chương trình, TTHKT mượn gió bẻ măng trêu chọc luôn chuyện cân nặng của Trường Giang. Khi nhận câu hỏi, người không có múi gọi là người gì, anh chàng ngay lập tức chỉ vào nam danh hài trả lời người mập, khiến anh đứng hình và chỉ biết cười trừ. Trong chương trình Thách Thức Danh Hài, Trường Giang bị người chê bóc mẹ chuyện mua nhà mua xe cho Nhã Phương. Khi vào vai mẹ Trường Giang, má không thấy con gửi tiền về nhưng lại vô tình thấy con ở trên TV, con dâng hiến nhà cửa xe cộ cho con bé đó. Theo nhiều ngày theo dõi sóng truyền hình, kênh nào má cũng bắt, má canh me rình rập các kiểu rồi thấy con cứ tò tò đi theo con bé đó. Với những câu thoại đá sâu vào đời tư này, từ trạng thái đang vui vẻ Trường Giang sưng mặt, giận tới mức chỉ biết cắn môi run cả miệng. Liên quan đến chuyện gia đình, mới đây Quốc Thiên khi tham gia chương trình Nhanh Như Chớp nhận xét ông xã Nhã Phương dạo này gầy hơn trước và cho rằng chắc tại anh mới có baby, khiến nam danh hài câm nín không nói nên lời. Cũng trong chương trình này, khi cậu bé Phi Long vào vai ba Trường Giang
và chọc cười giám khảo. Nam diễn viên hài bị vào thế phải gọi con chim cánh cụt là con chó. Sau đó, ba Trường Giang tiếp tục lấy ảnh Nhã Phương hỏi đây là con gì. Đáp lại câu trả lời con vợ của Trường Giang, cậu bé vừa đánh vào mông danh hài, vừa bắt anh nói là con heo, khiến anh á khẩu. Lùn đâu phải cái tội vì mà ông xã Nhã Phương liên tục bị bêu rếu trên sóng truyền hình khi có chiều cao khiêm tốn. Trong chương trình Thiên đường ẩm thực, khi đứng lên chiếc cân biết tốt, giữa dàn khách mời toàn người mẫu, nhà thiết kế, Trường Giang hết lần này đến lần khác bị dìm hàng. Quý khách không cần cân đo, nhìn là biết thấp nhất rồi. Cần ăn thêm thực phẩm, tăng chiều cao. Vẫn là vấn đề chiều cao một lần khác khi ngồi ghế giám khảo, thí sinh chia sẻ mục đích tham gia chương trình. Để xem Trường Giang lùn cỡ nào, vì trên truyền hình nhìn lùn lắm, xem có cỡ ngang em không, khiến nam danh hài chỉ biết câm nín. Lại là thách thức danh hài, cặp đôi bạn diễn vào vai nghiên cứu sinh, khiến cả trường quay cười nghiêng ngả, còn khổ chủ tái mặt khi liếc xéo Trường Giang đòi triệt sản. Vì mình đang hạn chế giống lùn. Mới đây trên sóng Người Bí Ẩn, sau màn trêu đùa Trường Giang với câu nói tội nghiệp MC quá, đâu có dễ ăn tiền, Việt Hương vào tầm ngắm, khi bị danh hài lấy chiều cao ra làm trò cười, Việt Hương Người Bí Ẩn rằng nếu bị người khác chê là sao chân ngắn quá hay chân mập quá thì sẽ tỏ thái độ như thế nào. Ngay lập tức cô bị Trường Giang ướm lời nhân vật đá xoáy, vậy xin hỏi lại, người ta nói Việt Hương lùn thì nên tỏ thái độ như thế nào? Nữ danh hài khéo léo đáp trả, vì tính chất công việc có người thương người không thích nên cô luôn chọn giải pháp dĩ hòa vi quý. Điều này đã tạo nên tính cách của cô hiện nay, nên hoàn toàn tự tin vào chiều cao của mình. Câu trả lời thông minh của Việt Hương khiến Trường Giang nín lặng không biết đáp trả như thế nào. Tim phát ngôn bên vực Thu Thủy và chồng trẻ giữa ồn ào, mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân. Dùng tư cách một đứa trẻ không may mắn được sống hạnh phúc cùng bố lẫn mẹ, chàng ca sĩ hy vọng mọi người có cái nhìn cảm thông hơn dành cho các bậc phụ huynh. Trong thời gian gần đây, công chúng Việt đã vô cùng phẫn nộ trước thông tin Kinh Nguyễn ngược đãi con riêng, Thu Thủy không biết yêu thương con. Từ một đoạn livestream do chính Thu Thủy chia sẻ trên Facebook, nhiều khán giả đã khẳng định chồng trẻ đã lén cấu tay con trai cô dưới gầm bàn, khiến bé phải xoa tay và kêu đau. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên án Thu Thủy vì cho rằng cô không biết bảo vệ con trai mình. Ngoài cộng đồng mạng, nhiều đồng nghiệp của Thu Thủy cũng đã bày tỏ thái độ quan ngại trước cách chăm sóc con cái của vợ chồng cô ca sĩ. Một số nghệ sĩ đã không ngại thẳng mặt chỉ trích cả hai vì hành động và thái độ thiếu chuẩn mực khi dạy dỗ con trẻ. Dù Thu Thủy và Kinh Nguyễn đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng cả hai vẫn đang nhận loạt phẫn nộ và chỉ trích gay gắt. Lên tiếng về ồn ào gia đình của vợ chồng Thu Thủy, ca sĩ Tim hiện nhận được rất nhiều chú ý từ phía công chúng. Chia sẻ lại về hoàn cảnh của chính bản thân mình, Tim cho biết gia đình anh từ nhỏ đã không hạnh phúc trọn vẹn vì ba mẹ ly hôn. Sau này Tim cũng rất đau khổ vì phải ly hôn cùng Trương Quỳnh Anh và không thể cho con trai mình một mái ấm trọn vẹn. Thấu hiểu hoàn cảnh của một đứa trẻ có cha mẹ ly hôn và cũng hiểu cảm nhận của một người làm cha mẹ từng trải qua chuyện ly hôn, Tim đã hy vọng mọi người đừng tiếp tục chỉ trích và tẩy chay những người làm bố mẹ vì điều đó chỉ khiến đứa trẻ chịu thêm nhiều tổn thương. Đặt vấn đề làm sao để con cái được phát triển tốt nhất là mục tiêu hàng đầu. Chàng ca sĩ khuyên khán giả ngừng khẩu nghiệp mà hãy nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn. Tim cho biết việc làm cha một đứa trẻ không phải máu mủ của mình là điều không dễ dàng. Bên cạnh đó, anh nhìn nhận rằng một người phụ nữ đến sau cũng rất cần được một chàng trai bảo vệ, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Nên thay vì chỉ trích rồi làm mọi chuyện thêm rối, Tim gửi lời khuyên tất cả mọi người nên chấp nhận và vượt qua. Tim trải lòng về câu chuyện của gia đình Thu Thủy. Anh thường dành nhiều thời gian cho con trai dù sau khi chia tay với Trương Quỳnh Anh. Ý kiến của Tim đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ phía khán giả. Việc tiếp tục hô hào tẩy chay vợ chồng Thu Thủy sẽ ít nhiều khiến con trai của cựu diễn viên HAT gặp nhiều tổn thương hơn. Bên cạnh đó, có không ít ý kiến mong Tim cùng Trương Quỳnh Anh sẽ tái hợp để con trai của cả hai có thể được sống hạnh phúc hơn trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Dù Tim chia sẻ về câu chuyện của Thu Thủy, nhưng khán giả vẫn mong anh tái hợp cùng vợ cũ Quỳnh Anh.